ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆាណែលសាវដៃព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននិងអ្នកគ្នាអំពីរូបភាពផ្លែប៉ោមដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងវីដេអូនេះសិតតែជារូបភាពផ្លែប៉ោមនៅក្នុងចំការដូចជាការប្រមូលផលផ្លែប៉ោមក៏ដូចជាដើមផ្លែប៉ោមក៏ដូចជានៅក្នុងចំការផ្លែប៉ោមដែរវាមានតែសភាពស្រស់ស្អាតផ្លែប៉ោមពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងស្លឹករុក្ខជាតិពណ៌បៃតងមើលទៅវាពិតជាស្រស
chia đam pom đam sầm bù tổ đói phai ly lâm chỉ mua khnìa đam sắc qua bay tòn nâng phai qua cả hòn biếp chia sạch sạch mơ tàu cuối trẻ tiền mình tèn ni biếp tất tại bằng hang chỉ rút hiệp chấm ca phai pom đó sạch sạch hai cầm nhân rút hiệp nơi ca promo pho phai pom phong đài đam phai pom cứ cái đam chia chua cả đôi chia cho đam xoài được bao nhiêu phong đài vì em mới từ miền Nam tôi miền Nam thống vì sao sạt càng nè sốm rất bao giờ được học nghề đây mình toàn mình chơi subscribe sốm chơi subscribe đừng chơi sinh nhật luôn đừng làm bây giờ tôi ban video thay thay đừng play play bị chèn này gì không nhầm mình tao tao tiện ý sốm tôi xin anh nó cầm ra rút clip rất sạt sạt rồi bỏ chấm ca play pom cả đôi chia ca promo pho play pom phong này sốm tôi xin anh mình tao tao tiện ý